Một trong những sai lầm trầm trọng của các bà vợ đó là khi phát hiện ra tin nhắn hoặc phát hiện ra chồng mình có ngoại tình bên ngoài, chỉ vài những động cơ thôi chứ không phải là bằng chứng rõ ràng, là các chị bắt đầu ba máu sáu cơn lên, bắt đầu gọi cho nội, cho ngoại, cho cô dì chú bác, họp gia đình như là nhà có đám cỗ, bắt đầu lôi chồng ra như tra khảo tội phạm trước mặt bao nhiêu người. Thậm chí có nhiều chị còn mang lên mạng xã hội rùm beng ở trên đó. Em Dung không hiểu cái hành động này để làm gì. Các chị chỉ đang chứng minh cái sự không thông minh của mình. Xấu chàng thì hổ ai, người sai thì cũng đã sai rồi. Người sai đương nhiên là sai rồi, nhưng các chị cứ nghĩ là vạch trần lỗi lầm của chồng cho tất cả mọi người khác thì chị có thể vênh mặt lên à? Các chị nghĩ là các chị vô tội à? Cái gì nó cũng có hai mặt, cái gì cũng phải từ hai phía. Các chị có chắc là người ta sẽ không đặt ra những câu hỏi như là chắc bà này phải như thế nào chồng mới đi ngoại tình, hoặc là cư xử xôn xôn lên như thế bảo sao chồng nó không chán? Các chị có chắc là không ai nói các chị như vậy không? Nếu xác định không chấp nhận được thì dứt khoát vào, mạnh mẽ mà ly hôn. Còn nếu như vẫn muốn xây dựng, muốn cho con có đầy đủ bố mẹ thì cần phải trầm lắng, cần phải tự mình giải quyết, cần phải kín đáo nhất có thể để khi quay lại được với nhau vẫn có thể có một gia đình êm ấm. Còn đa phần những người mà cứ bô bô cái miệng như là đài phát thanh thì đa phần là không thể nào bỏ được chồng. Nhưng không bỏ được mà cư xử như vậy thì sau về quay lại với nhau cũng không thể nào hạnh phúc được. Gia đình sẽ vô cùng ngột ngạt và những gì đã xảy ra nó sẽ giống như một vết xước rất lớn mà khó có thể hàn gắn được.